Chắc là nha. Với cái tiết trời lạnh như miền Bắc bây giờ ấy ạ, hoặc là nhất là Hà Nội ấy, thì em đã tìm ra một cái quần tất rất là đẹp cho các chị em luôn ạ. Còn nó có thể hô biến xóa tan những băn khoăn của các chị em. Là quần tất 6S. Đây ạ, quần tất 6S hoặc là 3D 6S. Lót lông, đây là loại lót lông ạ, còn đây là loại lót nỉ ạ. Làm nức lòng các chị em luôn đấy ạ. Nó mẫu mới nhất, xịn sò nhất hiện nay ấy ạ, sang từ chiếc vỏ hộp đi lên rất là thật chân, hoặc nhìn như là mặc tất mỏng thôi ạ. Đây là loại quần tất lót lông dày, lì mịn, không no màu đâu cả nhà nhá. Hai lớp ép liền chứ không tách ra, cho nên rất dễ mặc và nhìn như là một chiếc quần tất mỏng luôn ạ. Bên là hàng chuẩn loại 1 nhá, có đầy đủ hộp rất là sang chảnh luôn đấy ạ. Em tìm mãi mới được loại tất nó thật chân như thế này đấy nhá. Nó sẽ giải quyết tất cả những vấn đề các chị em lo lắng như là lỗ chân lông to, vùng da bị thâm tím hay là những vết sẹo. Với thời tiết này các chị em cứ tha hồ mà mặc phang thời tiết nhé. Quần tất 6S nó lông thần thánh đánh lừa thị giác này, nó rất là ấm và dai, vô cùng thật chân. Biệt nó có cái reo bụng của nó này, cặp cao này, cho nên mình có thể reo bụng được, xấu bụng tốt nhé các chị em nhé. Đường kim mũi chỉ đây ạ, may chắc chắn bền đẹp ta chân đấy ạ. Đó. Cái loại 6S lót lông này nó sẽ giá nó sẽ cao hơn cái loại 6S thường nhé cả nhà nhé. Nó lỉ ấy ạ, bởi vì đây nó dày dặn, nó ấm áp hơn nhiều đấy ạ. Mặc với thời tiết này thoải mái luôn nhé các chị em. Các chị em có thể kết hợp với váy vóc hay là áo dạ, áo dài, áo len các kiểu luôn ạ. Rất nhiều luôn đấy. Đẹp sang chảnh luôn. Các chị em có thể mua làm quà hoặc mua dùng, hoặc là các anh trai nhớ mua cho các chị em nhé. Làm quà tặng cho các chị em thì các chị em cực thích đấy ạ. Đây em đã mặc thử cho cả nhà xem ạ. Đây, nó rất là đó, thật chân, mềm mịn luôn đấy cả nhà nhá. Như tất da chân mỏng luôn đấy ạ. Đó, mặc rất thích luôn. Lại còn vô cùng ấm áp nữa. Mình phối đồ rất là sang chảnh đấy ạ. Các chị em cứ tha hồ thời trang mà phang thời tiết thôi ạ. Cả nhà có nhu cầu xỉ nẻ inbox cho em theo số điện thoại và Zalo trên màn hình 0973 103 832.